Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn thêm một món ăn nữa, đó là gà chiên nước mắm. Ở nguyên liệu đây mình sử dụng con gà khoảng là 1,2 kg ha. Nguyên liệu mình ở đây mình nhờ ở ngoài chợ á, người ta cắt sẵn cho mình rồi. Ở đây thì mình sử dụng gà là gà Tân Hoàng ha. Nếu mà sử dụng gà mà để chiên nước mắm á, gà công nghiệp thì nó mềm quá. Nếu mà gà đất á, thì nó cứng quá. Ở đây mình sử dụng gà Tâm Hoàng ha, cho nó mềm ha. Để cánh gà mà ướp chiên nước mắm á, ở đây mình sử dụng khoảng 5 đến 6 muỗng nước mắm ngon ha. Dầu mè, hoặc các bạn không có dầu mè thì chúng ta sử dụng xì dầu ha. Xì dầu thì nó làm cho cái thịt của mình nó thêm thơm và nó có màu đẹp hơn. Ở đây mình sử dụng bột ngọt và một ít hạt nêm. Mình không sử dụng muối ha, vì muối làm cho thịt mình không có được giòn. Sau đó mình sẽ ướp thịt. Ở đây mình sẽ ướp gà được khoảng 2 muỗng tỏi ha. 2 muỗng tỏi. Khoảng 1 muỗng dầu mè. Đây mình sẽ ướp khoảng 5 muỗng nước mắm. Bạn sử dụng nước mắm ngon. Nếu mà nước mắm không ngon thì nó có độ mặn nhiều á, thì các bạn sử dụng cái ít loại ha, cái lượng nước mắm ít loại. Ở đây thì mình sẽ cho là khoảng 1 muỗng bột ngọt ha. Đây mình sử dụng là khoảng 1 muỗng bột ngọt. Bột nêm chúng ta sẽ bỏ vô là khoảng là 1 muỗng rưỡi bột nêm. Nếu các bạn nào thích ăn mặn hơn á, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm là 2 muỗng cà phê bột nêm và 5 muỗng nước mắm. Ở đây với món gà chiên nước mắm này thì chúng ta không có sử dụng đường nha. Nếu bạn sử dụng đường là chỉ là một ít thôi, khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê đường thôi, nó có mùi thôi chứ nè. Nếu mà chiên nước mắm thì có đường thì nó sẽ mau khét rồi. Ở đây dầu mè của mình nó chủ yếu là dầu mè hay xì dầu cho nó thơm. Ở đây mình sẽ ướp khoảng 20 phút, sau đó mình sẽ đem đi chiên ha. Sau khi ướp khoảng 20 phút rồi ha, bắt đầu mình sẽ chiên. Ở đây thì khi chiên á, các bạn nên sử dụng cái chảo mà nó có cái độ sâu á, có cái đáy độ sâu á, thì nó sẽ ít hao dầu hơn ha. Nếu mà bạn sử dụng cái chảo đáy bằng á, chảo không dính á, nó sẽ hao dầu nhiều lắm. Ở đây vì có da gà nên mình sẽ cho một ít muối vào để cho nó đừng có bắn. Nên mà chiên cá hoặc chiên gì có da chúng ta sẽ cho một ít muối vào cho nó đỡ văng á, nó không có bắn dầu lên á. Nó đỡ thôi nha các bạn, chứ nói mà nó không có bắn dầu lên thì cái đó không có. Tại vì muối thì nó sẽ làm cho cái da nó ít văng dầu lên hơn. Sau khi dầu thôi là mình cho gà vào mình chiên. Ban đầu đó mình chiên ở lửa lớn ha, sau đó mình sẽ gà nhỏ nhỏ từ từ dần ra.
gà bắt đầu vàng rồi mình lấy gà ra ha. Như thế là mình đã làm xong món gà của ngày hôm nay rồi các bạn. Gà chiên nước mắm, ăn cơm thì rất là thơm, ngon và giòn nữa. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn. Thử một miếng gà rất là giòn, vừa ăn thịt ở trong nó không có chơm, cứng quá, nó mềm. Giòn ngon như ngoài tiệm cơm gà.